Chào mừng bạn đến với chuyên mục Keep Update trên kênh YouTube của Nguyễn Văn Thảo. Đây là chuyên mục mà mình mới mở ra để giúp cho các bạn có thể cập nhật biết thêm tình hình về những tính năng Keep mới ra mắt các bạn nha. Rồi, ở lần cập nhật tháng 8 này thì Keep bổ sung thêm tính năng Automation ở cái chuyên mục Tag và một cái phần Automation ở mục sản phẩm các bạn nha. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem nó cập nhật tính năng này như thế nào. Rồi, thường thường thì chúng ta sẽ vào những cái tag thì chúng ta sẽ vào cái mục là contact đúng không ạ? Sau đó chúng ta đến mục tag này. Thì ở mục tag bình thường, ví dụ như chúng ta chọn một cái tag nào đó, ví dụ như mình chọn một cái tag này chẳng hạn, thì bình thường phiên bản cũ mới đây thì chúng ta chỉ thấy được những cái liên hệ nó xuất hiện như thế này thôi. Còn ở lần cập nhật này thì nó sẽ cho chúng ta biết được luôn là cái tag đó nó có liên quan đến cái mục chiến dịch tự động nào không nha các bạn. Và ở chiến dịch tự động này thì nó đã link với tag luôn các bạn. Đó, khi chúng ta vào cái giao diện quản lý tag hoặc là chúng ta thêm tag thì nó tự động thêm cho chúng ta về những chiến dịch đơn giản Easy Automation ở đây. Thì chúng ta có thể biết được những cái tag vụ chính ở đây, ví dụ như là gửi email, tạo một cái cơ hội trong cái sale pipeline, rồi gửi một cái thông báo đến những người dùng của Keep và tạo một cái công việc, cái tag đó. Thì đây là một cái tính năng mới giúp chúng ta tiện lợi hơn trong việc chúng ta quản lý tag và đối với những cái công việc đơn giản các bạn nha. Ví dụ mình sẽ làm một cái ví dụ mới cho các bạn thấy. Rồi mình sẽ tạo một cái tag mới ở đây. Đó, mình sẽ tạo là new update các bạn nha. Ví dụ như vậy. Đó, tạo một cái catalog luôn. Ví dụ đây là Keep. Rồi mình em save. Thì ngay lập tức cái new update này nó đã cho chúng ta link với một cái chiến dịch nào đó đúng không ạ? Ví dụ như khi mà chúng ta tag một khách hàng hoặc là một cái liên hệ mới bằng cái thẻ tag new update thì nó sẽ ngay lập tức gửi cho họ một cái email. Chúng ta ấn vào dấu cộng đây thì ngay lập tức gửi một cái email luôn. Đó, và chúng ta có thể vào đây để tùy chỉnh email. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh như thế này. Sau đó chúng ta ấn next. Chúng ta chọn vào thời gian gửi khi mà được tag thì ngay lập tức luôn, immediately nha, hoặc là delay. Đó, chúng ta ấn next, sau đó chúng ta ấn vào public. Đó, các bạn thấy luôn rất là đơn giản đúng không ạ? Đó thì tiện cho chúng ta trong việc khâu quản lý đối với những cái tag hoặc là những cái công việc mà chúng ta chỉ cần chiến dịch cơ bản như thế này thôi. Rồi chúng ta có thể xóa ở đây. Đó, delete. Hoặc là chúng ta có thể tạo thêm những cái chiến dịch khác, ví dụ như là tạo đây và tương tự. Hoặc là trong một chiến dịch như thế này chúng ta có thể tạo thêm một cái chuỗi dài nữa các bạn nha. Đây, chúng ta có thể ấn cộng đây, chúng ta có thể tạo thêm một cái deal này, tức là gửi cho khách hàng một cái email khi được tag hoặc là tạo một cái cơ hội. Đó, create a deal này, và tạo một cái cơ hội, ví dụ như trong cái sale pipeline là Keep Unlock và ở mục đăng ký. Sau đó chúng ta ấn vào đây, mình sẽ chọn giá, ví dụ như đây là giá là 299.000 đúng không ạ? Và những người nào quản lý cái con liên hệ này thì assign owner, tức là người chủ đây. Đó, deal name ABC. Ok các bạn, vậy là chúng ta chỉ cần ấn next và cũng ngay lập tức luôn. Thì ngay lập tức chúng ta thấy khi mà được tag thì lại cái câu chuyện là gì ạ? Khách hàng của chúng ta sẽ được gửi một cái email và tạo một cái deal luôn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì đó là tính năng đầu tiên trong cái lần cập nhật này các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến với tính năng trong cái mục sale, cái mục quản lý bán hàng này. Đó. Thì trong cái mục quản lý bán hàng này cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ vào cái mục Product and Services. Ở đây chúng ta sẽ quản lý sản phẩm. Và một điều tuyệt vời nữa các bạn thấy ở đây là nó đã có thêm cho chúng ta chuyên mục là Automations. Đây, Automation đây. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi khách hàng họ đặt một cái sản phẩm của chúng ta thì nó cũng sẽ liên kết được với một cái chiến dịch Automation. Các bạn sẽ ấn vào đây. Đó, các bạn thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Đây. Và chúng ta có thể là tạo một Automate luôn. Đó. Rồi khi khách hàng làm gì ạ? Khi khách hàng mua sản phẩm, đây, chúng ta chọn được. Và chúng ta sẽ chọn sản phẩm. Ví dụ chúng ta chọn sản phẩm đó đúng không ạ?
product, any product, thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm là đây, chúng ta sẽ chọn sản phẩm thêm sản phẩm, hoặc là chúng ta sẽ chọn, ví dụ như mình chọn sản phẩm này, all in one này. Và sẽ ngay lập tức là gửi cho họ một cái automation đơn giản, easy automation này ha. Đó, chúng ta đây là những cái form mặc định chúng ta các bạn nhá. Ví dụ như là tôi mình lấy đại một cái form mặc định này. Đó, chúng ta ấn next, chúng ta ấn next, và chúng ta ấn public. Đó các bạn, sau đó mình sẽ ấn vào F5 nha các bạn. Đây các bạn thấy luôn này, khi mình chọn cái sản phẩm là all in one thì nó đã có rồi đúng không ạ? Đó, tức là khi mà khách hàng họ thực hiện mua một cái sản phẩm của chúng ta trong các chuyên mục sản phẩm của Keep, thì ngay lập tức cũng có một chiến dịch nó liên kết như thế này luôn, automation, và nó sẽ chạy cho chúng ta như vậy. Và chúng ta có thể vào đây để kiểm tra các bạn nha. Chúng ta sẽ ấn vào automate ở đây. Đây, nó đang active, có nghĩa là nó đang hoạt động. Và chúng ta có thể chỉnh sửa ở đây thêm những tác vụ khác cũng tương tự như cái mục tác kia các bạn nha. Rồi, thế thì đó là hai cái tính năng mới mà Keep mới update cho chúng ta trong tháng 8 này các bạn nha. Và các bạn hãy cùng trải nghiệm tính năng với mình, và hãy inbox xuống phía dưới nếu cần hỗ trợ các bạn nha. Đừng quên ấn vào subscribe kênh YouTube của Nguyễn Văn Thảo. Xin chào.